đại đến là yếu. Rồi gặp lại cái giá từ cố nhân rồi. Map này là một map nhạy cảm đây ạ. Tôi lại bọn bên tôi lại là bên trái nữa chứ. Thôi xong rồi. Ván này có khi mất bia, ai để cho người ra đi đây. Tôi phải bò lên trên. Anh em tập trung trận đấu nha các bạn, đừng hỏi mình trong cái lúc mà mình đang bắn nhá. Mình tập trung hết trận đấu. Bởi vì một pha bắn sai lầm là mình sẽ hoặc là đồng đội mình sẽ mất bia thôi. Rồi, có lẽ mình bắn sai thì sao? Sai sai rồi có cái gì đó sai sai. Rồi, có tơn. Bạn này đào chết luôn này. Chết rồi, học trò mình mất bia cho ngay rồi. Liệu họ đào một phát chết luôn không ta? 1-1 luôn, nếu mà không chết thì họ sẽ bị đổi mạng thôi ạ. Chơi rất liều luôn. Cảm ơn các bạn đủ 2k like rồi. Bây giờ một pha 1-1 liệu có chết học trò thôi không? Chắc là chết thôi. Thì đất học trò đứng đúng cái chỗ mỏng nhất chứ lại. Thế đau chứ lại. Đừng chết. Thôi rồi, hay lắm. Rồi lên đào đi, đào gần ý. Họ mở băng. Bay. Đào gần. Xa mở băng đó. Thầy không tôi. Rồi tại sao trò tôi lại không bay qua ta? Làm gì vậy? Tôi chưa hiểu đấy. Thôi để tôi 1-1 vậy. Không hiểu trò tôi lại làm gì tình huống vừa rồi. Giờ các bạn đấy chăng? Không sao cả, để tôi sẽ bắn... Rồi xong. 12 rồi. Không chết rồi. Bắn mạnh một chút rồi. Trò tập trung vào trận đấu là trò ơi. Bắt buộc phải 1-1 rồi. 9:40 rồi đấy. Ờ nốt ván này. Đi 3-3-4-4 nha các bạn, lóc ác sẵn đi. Nốt ván này tàu thắng là thua. Học trò tôi làm cái gì không biết.